Một chiếc tivi có thể hát karaoke, bạn có tin không? Đây là chiếc tivi kèm loa, có mã là X2 Pro. Và đây là các tính năng hay trên chiếc màn hình có thể karaoke X2 Pro. Thứ nhất, chúng ta có trọn bộ hai mic kèm loa, kèm màn hình, có thể hát karaoke mọi lúc mọi nơi, không cần phải dây nguồn gì hết vì nó đã có sẵn cái bình bên trong. Hết thì chúng ta có thể sạc. Thứ hai, về đa dạng cổng kết nối. Đầu tiên chúng ta có cổng USB, có cổng thẻ nhớ, có Bluetooth, có YouTube, còn có Google Play để tải nhiều ứng dụng khác. Và đặc biệt chúng ta có thể xem phim Netflix trên trực tiếp chiếc màn hình này. Có Facebook, có trình duyệt web, rất đầy đủ chức năng cho chúng ta. Rồi, chúng ta còn có một cái phần mixer, chỉnh âm lượng bass mic chép cho mic. Rồi có tiếng vang, echo, ghim được nhạc cụ, ghim thêm mic rời. Có volume chỉnh nhạc, có phím điều khiển, không thích cảm ứng thì bấm phím điều khiển dưới đây. Và bây giờ chúng ta xem YouTube. Tính năng hát karaoke trực tiếp trên màn hình qua YouTube, hát karaoke, xem phim, nghe nhạc, có âm thanh. Có luôn hai micro. Alo. Alo, alo, alo. 1 2 5 6 7. Mic hát không cần thay pin, hết pin thì sạc. Quá tiện lợi cho một chiếc màn hình di động karaoke, có sẵn micro, có sẵn mixer, chỉnh nhạc, chỉnh micro, cực kỳ tiện nghi với mã X2 Pro.